Giá gia cầm hôm nay mùng 8 tháng 11, nhiều chủ trại gà vì thua lỗ, người nuôi theo cách này vẫn có lãi đều. Giá gia cầm hôm nay mùng 8 tháng 11 tại các vùng không có biến động. Giá gà công nghiệp bán ra tại các trại ở miền Bắc vẫn ở mức thấp, người nuôi bị thua lỗ khá nhiều. Trong khi đó, nhiều người dân ở Hà Nội dùng chế phẩm sinh học, thảo dược chăm gà, vịt vẫn mang lại hiệu quả kinh tế cao, có lãi đều đều. Âu oh, giá vịt thịt hôm nay Vịt thịt miền Nam cao nhất đạt giá 54.000 đồng mỗi kg. Uhm. Khảo sát giá gia cầm hôm nay tại các vùng Tây Ninh, Đồng Nai, chúng tôi thấy giá vịt thịt vẫn đang ở mức cao. Oh. Giá vịt siêu nạc bán buôn tại trại ở Tây Ninh đạt từ 52.000 đồng đến 54.000 đồng mỗi kg. Uhm. Giá vịt di mau bán tại các vùng Đồng Nai, Long An phổ biến ở mức trên 50.000 đồng mỗi kg. Uhm. Theo nhiều chủ trang trại, hiện nguồn cung vịt thịt tại các vùng phía Nam khá khan trong khi đó nhu cầu tiêu dùng vịt thịt của người dân ở các tỉnh khá cao giúp cho giá vịt luôn giữ ở mức cao. Oh. trong khi đó giá vịt thịt giao dịch tại trại ở các vùng miền bắc vẫn có xu hướng giảm. Uhm. giá vịt bầu cánh trắng bán tại trại ở hòa bình, phú thọ, hà nội giao động từ 35.000 đồng đến 38.000 đồng mỗi kg. Uhm. giá vịt bơ bán buôn có trại ở Hưng yên, thái bình chỉ còn 34.000 đồng mỗi kg. Giá ngan thịt tại trại giữ ở mức trên dưới 50.000 đồng kg. À. Ngan giả bán tốt đạt 54.000 đồng mỗi kg. À. Giá gà công nghiệp hôm nay. Giá gà miền Bắc vẫn ở dưới giá thành. À. Giá gà lông trắng bán tại trại tư nhân ở các vùng Thái Nguyên. Hòa bình cao nhất đạt trên 25.000 đồng mỗi kg. À. Theo nhiều chủ trang trại với giá gà công nghiệp hiện tại khoảng 24.000 đồng đến 26.000 đồng mỗi kg. Người nuôi đang chịu thua lỗ khoảng 2.000 đồng đến 4.000 đồng mỗi kg tùy trại, Ấy, bên cạnh đó, giá gà trắng giao dịch tại trại ở các vùng phía Nam vẫn ở ngưỡng trên dưới 30.000 đồng mỗi kg. Âm, giá gà ta thả vườn bán buôn tại các trại Hòa Bình, Yên Bái, Vĩnh Phúc, cao nhất đạt 75.000 đồng mỗi kg. Âm, nuôi gà bằng thảo dược có lãi 60 triệu đồng mỗi lứa. Ướ, ừ, theo Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, trong những năm qua, tính từ năm 2017 đến năm 2021, Trung tâm khuyến nông đã triển khai 17 dạng mô hình chăn nuôi tại 109 điểm với 842 hộ tham gia. A. À, các mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, được ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học để nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả, có tính cạnh tranh, góp phần vào việc phát triển chăn nuôi bền vững, tạo ra các sản phẩm an toàn chất lượng, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng hiện nay. A. Bà Vũ Thị Hương, giám đốc Trung tâm khuyến nông Hà Nội cho biết, trong chăn nuôi gia cầm Thời gian qua Trung tâm đã triển khai nhiều mô hình điển hình như mô hình chăn nuôi gà Ai Cập sinh sản, chăn nuôi gà thịt theo hướng an toàn sinh học, ứng dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi gà thảo vườn, mô hình sử dụng thảo dược trong chăn nuôi gà thảo vườn, chăn nuôi vị thương phẩm theo hướng an toàn sinh học, chăn nuôi vị thương phẩm cao sản trên cạn với tổng quy mô 380.000 con tại 77 điểm với 447 hộ tham gia tại các huyện Ba Vì, Sơn Tây, Thường Tín, Thạch Thất, Hoài Đức, Quốc quay Sóc Sơn, Mỹ Đức. Trường Mỹ, Thành Âu Theo bà Hương, các mô hình triển khai đều đạt kết quả cao như đàn gia cầm có tỷ lệ sống cao đạt trên 95%, ít bị dịch bệnh, gia cầm sinh trưởng phát triển tốt, trọng lượng xuất chuồng đạt yêu cầu mô hình, kỳ xuất bán cho lợi nhuận từ 40.000 đến 50.000 đồng mỗi con, cao hơn 15 đến 20% so với nuôi thông thường. Ừ. Việc chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học ứng dụng các chế phẩm sinh học, thảo dược giúp đàn gia cầm khỏe mạnh, ít bị bệnh tăng trọng nhanh, rút ngắn thời gian nuôi, hạn chế việc dùng kháng sinh trong phòng và điều trị bệnh, tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Ừ. Bên cạnh đó, sử dụng chế phẩm sinh học làm đệm lót chất độn chuồng giúp giảm mùi hôi, giảm ô nhiễm môi trường và là nguồn phân hữu cơ truyền thống để sử dụng bón cho cây trồng, bà Hương khẳng định. Ừ. Điển hình như mô hình sử dụng thảo dược trong chăn nuôi gà thả vườn theo hướng an toàn sinh học trên địa bàn xã Kim Sơn và phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây giúp người dân có lợi nhuận khá cao. Khi tham gia mô hình, các hộ ở hai xã, phường trên được hỗ trợ 1.000 con gà, 4.700 kg thức ăn và thảo dược. Kết quả đến tháng 12 năm 2020, đàn gà trong mô hình được xuất chuồng, theo tính toán của các hộ chăn nuôi. Gà thương phẩm được bán với giá 80.000 đến 90.000 đồng mỗi kg, bình quân thu lãi 50-60 triệu đồng một không con gà. À, theo khảo sát của Dinh, chỉ gà nuôi công nghiệp tiêu thụ khó và giá giảm. Chợ truyền thống tại Bạc Liêu, Sóc Trăng và nhiều nơi khác ở miền Tây vẫn hoạt động bình thường nên giá vịt và gà thả vườn ổn định. Một tiểu thương kinh doanh gà, vịt tại chợ Bạc Liêu cho biết gà thả vườn làm sạch giá bán trong những ngày qua không thay đổi, dao động 110.000 đến 120.000 đồng mỗi kg. Thịt vịt làm sạch giá bình ổn nhiều tháng nay là 70.000 đồng mỗi kg. Uhm, theo chị Tuyết Mai, tiểu thương tại chợ Gia Cầm Sóc Trăng, Giá gà thả vườn còn sống hiện nay 100.000 đồng mỗi kg và vịt 50.000 đến 55.000 đồng. Giá này cao hơn trước thời điểm giãn cách xã hội khoảng 5.000 đến 10.000 đồng mỗi kg do việc vận chuyển gặp khó khăn, trên đường đi gà, vịt chết và các chi phí khác liên quan đến tài xế.